hơn 2 hecta cà phê, nhưng từ 3 năm nay ông Kiểu quyết định trồng sen vào 350 gốc macca. Theo dự tính của ông, nếu macca có thu nhập tốt thì ông sẽ bỏ hoàn toàn vườn cà phê hơn 20 năm tuổi này. Thế nhưng trong khi chờ vài năm nữa để biết macca có ra quả hay không thì ông Kiểu cũng chưa tính được đầu ra sẽ như thế nào. Nếu như chưa có người mua thì thực tế ra là mới ở nơi chân trời thì ai người ta trồng. Còn như chúng tôi là cái diện là mạnh dạn cứ làm đây, được ăn thua chịu. Lãnh đạo xã Phú Lộc cho biết, macca đã có trên địa bàn hơn 10 năm từ một dự án thử nghiệm 3 hecta của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có một văn bản nào của nhà nước chỉ đạo về phát triển macca, dẫn đến phần lớn bà con đều trồng theo kiểu tự phát. Cái quan trọng nhất là nhà nước phải định hướng đầu ra cho nông dân và có chỉ đạo về chiến lược quy hoạch cụ thể. Còn nếu như để như thế này thì người ta sẽ phát triển theo hình thức là mức cân đối, cứ thấy là trồng thôi nhé. Cao su hơn 20 năm tuổi cũng cưa bỏ. Anh Y Thịnh cho biết thời điểm này những người làm thuê như anh làm không hết việc từ các chủ vườn cao su, cà phê. Họ thuê anh chặt để trồng cây khác. Em ơi, cái cây này chặt đi để trồng cái gì đấy? Để trồng macca chứ em. Dạ. Trồng toàn bộ macca hết à? Chặt vậy. Trồng rồi chặt. Điệp khúc này đang diễn ra tại xã Phú Lộc và đến thời điểm này đã có khoảng hơn 20 hecta cao su của địa phương này được chặt bỏ để chuyển đổi sang cây trồng khác. Macca liệu có phải là một lựa chọn tốt nhất cho người dân vào thời điểm này hay không? Thì đến nay ngay cả những chủ vườn cao su này vẫn chưa có lời giải. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng chặt bỏ cao su, cà phê để trồng macca là một sự mạo hiểm, bởi macca đến thời điểm này vẫn là cây trồng mới, chưa có kết luận rõ ràng. Việc mà phát triển ồ ạt cái macca thì tôi rất e ngại vì mấy lý do sau đây. Những người đã trồng macca ở vùng Tây Nguyên rồi, họ nói rằng là có những năm là nó không ra một tí hoa nào cả. Họ nghĩ là về nhiệt độ, đấy là những năm nó nóng nóng. Mà cái biến đổi khí hậu này thì dễ ảnh hưởng đến nhiệt độ lắm. Thứ hai nữa là có khi hoa rất nhiều nhưng mà nó không đậu quả. Cho nên là chúng ta phát triển cà phê và làm thí điểm macca chứ không nên là ồ ạt. Hưởng lợi nhiều nhất từ macca thời điểm này chính là bán giống. Với giá từ 70.000 đến 90.000 đồng một cây, thậm chí 100.000 đồng một cây, tại Tây Nguyên đã có nhiều tỷ phú. Điều đáng nói là nhiều nông dân lại chỉ ham giống rẻ. Bởi vậy, tại những cơ sở giống của tư nhân như thế này, giống gieo từ hạt hay còn gọi là cây thực sinh, nguy cơ không có quả hoặc năng suất thấp vẫn được nông dân ồ ạt mua bởi nó có giá chỉ 20.000 đồng một cây.